Quý cô chú anh chị đang mong muốn tìm kiếm cho mình một căn hộ tầng thấp, căn hộ dưới tầng 10 với mức tài chính là 1 tỷ 980 triệu đồng. Một căn hộ sát ngay mặt biển của thành phố Nha Trang với diện tích gần 60 mét vuông. Thì hãy xem với cùng với em Hằng hết video ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với dự án căn hộ biển Mường Thanh Viễn Triều và đang đồng hành với em Hằng qua kênh Hải Nguyên Lê Nha Trang trên YouTube. Thì nếu quý cô chú anh chị quan tâm căn hộ ngày hôm nay tầng 8 có mã căn là số 30 sát với căn góc đầu hồi thuộc tòa nhà OC1A thì quý anh chị hãy cùng với em Hằng để xem hết video ngày hôm nay nha. Quý anh chị quan tâm mua căn hộ này thì hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì sao? Là nếu như quý vị chị đã biết về dự án Mường Thanh Viễn Triều á, là có rất là nhiều tòa nhà, 5 tòa nhà nằm cũng gần nhau như vậy, trong một cái khuôn viên đất như vậy quý anh chị, thì có rất là nhiều quý chú anh chị là ngại mua những cái căn hộ mà nhìn từ cửa ban công của nhà mình mà nhìn qua hàng xóm rất là gần. Đó là cảm giác như là sợ hàng xóm nhìn qua thấy nhà mình đang sinh hoạt và nó không có tiện á, cảm giác thôi quý anh chị, chứ mà cũng không ai nhìn nhà mình đâu. Tuy nhiên thì căn hộ ngày hôm nay sẽ làm cho quý chú anh chị yên tâm về vấn đề đó. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái chiếc ban công nó hướng trực tiếp ra biển như thế này luôn. Một cái góc xéo biển bên tay phải em Hằng, bên tay trái đây là thành phố của khu vực phía bắc thành phố Nha Trang này quý anh chị. Và bên ở phía trước này chúng ta là không vướng một cái tòa nhà nào nữa của dự án nữa quý anh chị. Có đi chăng nữa thì đây cũng là chỉ là một cái khách sạn 2 sao nhỏ nhỏ và một cái tòa nhà 24 tầng khách sạn ở phía trước họ đang xây dở dang thôi. Chung là không có liên quan gì tới cái dự án Mường Thanh Viễn Triều, một cái tòa nhà bên cạnh nào nữa quý anh chị. Một cái chiếc view vô cùng là thông thoáng luôn, quý anh chị có thể nhìn thấy được là cái tầm nhìn biển khá là rộng. Từ tầng 8 của chiếc ban công căn hộ này ngày hôm nay xuống mặt đường Phạm Văn Đồng nè, bãi đậu xe với những cái hàng dừa xanh ngắt thế kia quý anh chị, rất là đẹp đúng không ạ? Đối với những quý khách hàng chúng ta yêu thích tầng thấp á, mà chúng ta đang tìm kiếm cho mình những cái căn hộ mà tầng trung thấp như thế này để mua, thì đây có thể nói là một cái lựa chọn vô cùng là phù hợp luôn. Chỉ với tầm tiền là trên dưới 2 tỷ đồng thôi quý anh chị, căn hộ này chưa tới 2 tỷ đồng quý anh chị, chúng ta mua một cái chiếc căn hộ với một cái chiếc ban công hướng bắc nhìn biển thành phố và trục đường Phạm Văn Đồng. Thành phố của chúng ta về biển á, về biển về đêm á thì cũng rất là đẹp rồi nè, thành phố thì đèn là lung linh nè, cũng rất là hay quý anh chị nha. Chúng ta mua cái view này vừa có phố vừa có biển, cho nên là nó sẽ rất là hay hơn là những cái view mà chúng ta mua trực tiếp ra ngoài biển đông quý anh chị. Đó, nó vừa ít tiền hơn, tuy diện tích nhỏ hơn nhưng mà sẽ có nhiều cái nó nói chung là sẽ vui hơn, vui mắt hơn quý anh chị nha. Từ vị trí ban công này em Hằng sẽ di chuyển vô trong bên trong khu vực nhà bếp trước quý anh chị. Về nội thất của căn hộ ngày hôm nay á, là đa số là bằng chất liệu là gỗ công nghiệp. Thì cái tủ bếp của chúng ta cũng vậy quý anh chị. Lúc đầu là gia chủ này họ mua với từ tủ đồ, tủ quần áo cho đến là gian bếp là bằng gỗ công nghiệp. Màu gỗ đó, màu nâu gỗ đó. Nhưng mà họ không thích thì họ sơn lại toàn bộ bằng màu trắng hết quý anh chị nha, cho ngôi nhà của chúng ta nó sáng sủa và có một cái màu nó trẻ trung hơn. Thì tủ có tủ trên nè, tủ dưới đầy đủ, bếp từ đôi nè, rồi là hệ thống hút bụi. Một cái gian bếp thì cũng bằng chữ L nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng cũng đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng đầy đủ tiện nghi cho chúng ta quý anh chị nha. Thì một cái đặc điểm em Hằng thấy nó hơi lạ một chút xíu do cách thiết kế của chủ nhà. Họ để cái máy giặt ở đây, thì họ thiết kế riêng một cái góc để cái chiếc máy giặt lồng ngang hiệu LG ở đây quý anh chị. Giặt là chúng ta mở cửa ra lấy đồ và phơi ở ngoài ban công này. Ban công của chúng ta là có dàn phơi rồi quý anh chị nha. Đó, thì họ làm ở đây một cái bệ phải cao hơn, tại vì cái máy giặt của chúng ta nó cao hơn cái mặt bếp, buộc lòng là phải làm cái bệ cho nó cao hơn một xíu so với cái mặt bếp của chúng ta. Đấy, thì ở trên này quý anh chị cũng có thể để đồ nè. Bên cạnh bếp, không gian bếp là một khu vực bàn ăn 4 ghế như thế này quý anh chị, mặt bàn đá mới tinh luôn. Căn hộ ngày hôm nay thì một căn hộ không phải là mới hoàn toàn 100%, nhưng
gia chủ đã tân trang sửa sang và giữ gìn còn rất là mới và chúng ta sử dụng luôn là được quý anh chị nha. Đó, như ở đây có mấy có tủ lạnh Panasonic nè, nhỏ nhỏ, rồi có lò vi sóng nè, có đầy đủ một cái tủ bếp cũng rất là đầy đủ quý anh chị nha. Tiếp nối từ khu vực nhà bếp đi ra thẳng đây là khu vực phòng khách, giống như là những căn hộ trước em Hằng có review, thì khu vực phòng khách của căn hộ ngày hôm nay nằm ở vị trí là gần cửa ra vào. Cửa ra vào của chúng ta là hướng đông nam nha quý chị, nên là gió nó rất là nhiều. Nó phòng khách thì có được bố trí là sofa hàng chữ L nè, và đệm đệm rất là dày luôn, gối ôm rất gối tượng rất là nhiều luôn quý anh chị. Chúng ta ngồi có thể lên đến là 3 đến 4 người thoải mái. Có tranh trang trí đâu nè. Ngoài ra còn có một chiếc quạt trần công năng là 2 trong 1, vừa có quạt mà vừa có đèn luôn quý anh chị, rất là dễ thương đúng không ạ. Đối diện là một chiếc tivi Casper. Casper này em Hằng nghĩ là 45 inch thôi quý anh chị. Mặt sàn này gia chủ đã thay một cái lớp sàn nhựa giả gỗ lên trên rồi quý anh chị. Cái bàn cà phê rất là lớn nè, mặt bàn gương luôn nha. Mời quý anh chị chúng ta ra cái khu vực bên ngoài á, hành lang để chúng ta xem. Cái cửa của chúng ta là có là thay bằng hệ thống cửa từ thông minh rồi quý anh chị, dùng thẻ từ nè, mật khẩu và vân tay luôn. Đây là một căn xéo biển, tuy nhiên nó sát căn với căn góc đầu hồi của tòa nhà OC1A luôn quý anh chị, ở tầng 8 nha. Nên là chúng ta ra khu vực hành lang là đã thấy biển được rồi. Nhìn xuống biển nó rất là gần luôn. Đó, có thể nhìn thấy rõ là mọi người đang tắm biển và chơi đùa với nhau ở dưới biển quý anh chị. Công viên nè, phía trước mặt chúng ta là công viên nè, bãi đậu xe nè và đường Phạm Văn Đồng. Từ tầng 8 nên là nó rất là gần, cái tầm nhìn của chúng ta nó rất là vui mắt quý anh chị. Thì hôm nay em Hằng review mã căn là 830, tầng 8, căn hộ số 30 với diện tích là 58,8m2, với diện tích xây dựng bao gồm cả diện tích ban công quý anh chị nha. Rồi Hằng đi ngược lại từ hướng cửa ra vào, chúng ta vào tham quan phòng ngủ. Phòng ngủ thì được gia chủ bài trí rất là đầy đủ cẩn thận, ga gối mới hết rồi quý anh chị. Thì tủ đồ cũng tương tự như vậy, họ không thích cái màu gỗ cho nên họ đã sơn toàn bộ là bằng màu trắng hết rồi quý anh chị. Theo một cái tông trắng chủ đạo của căn hộ ngày hôm nay. Có táp đầu giường này. Bên này là có một cái cửa sổ ra ngoài hành lang rồi quý anh chị. Đó. Thông thường những căn 58,8m2 là đều có cửa sổ như thế này. Chúng ta mở ra ngoài hành lang phía đông nam. Buổi tối có đèn chiếu vào thì không sợ nữa rồi, bởi vì đây là có rèm rồi quý anh chị. Có mấy quạt riêng. Có tranh ảnh trang trí. Thông thường một căn hộ là 58,8m là có hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh chung bên ngoài như thế này và một nhà vệ sinh riêng ở bên trong phòng ngủ master. Căn hộ ngày hôm nay được bài trí 3 máy lạnh quý anh chị nha, một máy lạnh phòng khách gần gian bếp và hai máy lạnh hai phòng ngủ, một máy quạt trần và có thêm là máy quạt đứng nữa. Đây là quý anh chị đang xem cái nhà vệ sinh riêng của phòng master. Phòng master là có một có thêm một cái bàn trang điểm nhỏ nhỏ quý anh chị. Sơn hết toàn bộ bằng màu trắng hết nha. Chất lượng nội thất ngày hôm nay cũng bình thường thôi quý anh chị, bằng gỗ công nghiệp bình thường thôi. Tủ đồ bên đây cũng là màu trắng. Giường này thì giường lớn nè, giường 1m8 x 2m. Chúng ta xem cái view từ đầu nằm của căn hộ này nha. View từ đầu nằm quý anh chị nhìn thấy biển luôn nè. Thấy biển, rồi phố nè, đường Phạm Văn Đồng rất là vui mắt. Tóm lại là căn hộ ngày hôm nay là có một cái view, một chiếc ban công vô cùng là thông thoáng luôn, không sợ hàng xóm nhìn qua. Và quý anh chị mua được căn hộ tầng thấp, thấy biển, thấy phố rất là vui, vui mắt. Tuy nhiên với một căn hộ gần 60m2 như thế này mà chúng ta chỉ trả với mức giá là 1.980.000.000 thì rất là rẻ đúng không ạ? Một căn hộ ngay mặt tiền biển của đường Phạm Văn Đồng, một vị trí quá đắc địa của Nha Trang luôn. Thì nhiều quý anh chị đang thắc mắc không biết là dự án này hợp đồng sở hữu như thế nào và thời gian là bao lâu. Thì Hằng cũng chia sẻ luôn là hiện nay cả dự án giao dịch chúng ta là bằng hợp đồng mua bán qua sang tên tại phòng công chứng và về chủ đầu tư xác nhận.
thì cả dự án là sở hữu là 50 năm, hiện nay là còn 38 năm sử dụng chị nha. Chúng ta hãy ra khu vực phòng khách lại để nhìn lại một lần nữa cả căn hộ ngày hôm nay. Căn hộ tầng 8, tòa nhà OC1A Mường Thanh Viễn Triều. Một tòa nhà bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2016 quý anh chị nha. Đó, đây là toàn cảnh căn hộ ngày hôm nay mình gửi đến quý anh chị. Trên màn hình thì hiển thị số điện thoại 0972331587. Quý anh chị yêu thích căn hộ ngày hôm nay thì hãy gọi cho em Hằng để cùng đi xem, cũng như là quyết định chọn cho mình một cái căn hộ phù hợp nhất với tầm tài chính cũng như là nhu cầu sử dụng của gia đình mình nha. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.